Xin được kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Đây là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập bến một siêu phẩm trong phân khúc sedan hạng C, đó chính là chiếc Mazda 3 được đăng ký và sản xuất 2017 quý chị nhá. Và chiếc xe này của em đã là bản Phoenix rồi, phanh tay điện tử. Với mức giá Auto88 đang chào bán là 545 triệu đồng, có thương lượng thêm cho quý anh chị nào thiện chí đối với chiếc xe này quý anh chị nhá. Và xe của em mới chỉ chạy hơn 5 vạn km thôi. Và biển số gốc tỉnh, tên tư nhân đó. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm và đánh giá một vòng quanh xe, để xem rằng qua những năm tháng sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào ạ. Nói chung là thiết kế cô đô của Mazda thì không thể nào mà chê được đó. Rất đẹp. Và cái tính với động cơ Skytip chạy cực kỳ mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu thì đây là một trong những mẫu sản phẩm đáng để quý anh chị quan tâm và săn đón trong cái thời buổi mà giá xăng đang tăng vọt như thế này. Đó, so với cùng các đối thủ cùng phân khúc thì đây là một mẫu xe mà theo em cảm nhận và đánh giá chạy cực kỳ hay và đặc biệt là tiết kiệm, quá tiết kiệm luôn quý anh chị ạ. Đó, sơn xi ngoại thất của xe thì vẫn còn rất là đều màu quý anh chị nhá. Đây, cái phần mép cản này với phần ba đờ sốc thì vẫn còn rất là đều và khít luôn. Đó, rất đều và khít. Và la răng của xe đã được sơn lên màu đen. Đó, rất là sport thể thao, cực đẹp luôn quý chị ạ. Chủ xe đi cũng rất là gìn giữ luôn quý chị nhá. Đối với chiếc xe này về thì chúng ta cũng chỉ thay dầu thay mỡ, đổ xăng vào và vận hành thôi ạ. Đó, chứ còn nội ngoại thất của xe thì miễn bản luôn rồi. Phần đuôi xe đấy ạ, rất là đẹp. Cốp xe thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái quý chị nhá, tha hồ để đồ luôn ạ. Rất rộng luôn. Đó, nói chung là form dáng thiết kế của Mazda thì rất ít khi bị lỗi mốt. Đó, và tính thanh khoản cực kỳ cao luôn đối với dòng Mazda. Đó là ông vua trong phân khúc hạng C rồi. Đó, vừa về giá này, vừa về chi phí vận hành bảo dưỡng này, và chi phí xăng xe, rất tiết kiệm luôn ạ. Đó, đấy thì em quay qua một vòng thì quý anh chị cũng có thể đánh giá là xe đang ở tình trạng cũng sơn xi cũng rất là đẹp luôn, về cũng không phải làm gì cả. Đó, các chóa đèn thì cũng còn rất là mới, trong và sáng luôn quý chị nhá. Đó, rất đẹp luôn ạ. Na răng của xe này, sport trông cực kỳ là khỏe luôn. Đó, trắng đen. Và bên trong khoang nội thất của chiếc xe đây quý anh chị nhá. Đầu tiên em sẽ quay phần tab đi cửa này. Các cái phím bấm trên mặt tab đi cửa thì cũng còn rất là đều và mới luôn quý anh chị ạ. Chưa có những cái sự bà mòn của thời gian đó. Và đặc biệt là chủ xe đi cực kỳ là gìn giữ đấy, quý anh chị có thể xem này, ốp mà các phím bấm này rất giữ xe luôn ạ. Hoặc là khu vực ghế của xe, đây là nội thất của một chiếc xe 2017 đấy quý anh chị ạ. Mặc dù ghế da của Mazda thì cũng không được đánh giá cao cho lắm, thế nhưng đây quý anh chị cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy này, ghế da vẫn còn rất là căng và bóng luôn đó. Nói chung là mép ghế có nếp nhăn thì cũng không tránh khỏi đâu, đó là theo thời gian rồi. Ghế da của Mazda được như thế này thì quý anh chị nào mà đang quan tâm hoặc là đã từng đi Mazda thì cũng có thể hiểu được. Đó, như chiếc xe này thì nội thất còn quá là mới luôn quý anh chị nhá. Đây, khu vực cần số đấy ạ, cũng đã được bọc inox cực kỳ là sang chảnh và rất là giữ xe luôn ạ, rất là sáng. Đây, khu vực vô lăng của xe thì cũng còn rất là mới luôn, cầm rất là mượt mà, nguyên phần luôn đấy quý anh chị ạ. Đó, đầy đủ các tính năng như cruise control, đàm thoại rảnh tay này. Đó, khu vực cửa sổ trời cũng vậy, còn rất mới luôn. Chân nỉ của xe đã được bọc một lớp linon để giữ cho nó cực mới luôn quý anh chị nhá. Nếu quý anh chị nào mà không thích thì cũng có thể hoàn toàn bóc ra được. Đó, và khu vực ghế phía sau thì đây quý anh chị có thể xem và tự đánh giá này.
gần như là mới nguyên của anh chị nhá, ít khi sử dụng tới đó. Hàng ghế này đầy dàn rất là mới luôn quý anh chị ạ. Đó, một vòng quanh qua nội thất, ngoại thất của chiếc xe. Rồi. Và em sẽ quay một chút về khoang máy của chiếc xe này của anh chị nhé, để quý anh chị ở xa cũng có thể quan tâm và săn đón được. Đó. Có thể nhìn một cách rõ nét, chân thực nhất. Khoang máy của chiếc xe đây quý anh chị ạ. Quý anh chị cũng có thể nhìn thấy gang máy vẫn còn rất là sáng này. Ốc át vẫn còn zin nguyên hết quý anh chị nhá. Chưa có những cái vết vặn mở, tháo dỡ gì cả. Đều zin hết quý anh chị ạ. Đó. Ốc máy, ốc chân, hộp số hoặc là ốc lắp capo đây cũng còn zin hết. Tất cả những xe bên em bán ra em đều cam kết tới quý anh chị bằng văn bản. Những chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản đó, và bên em bảo hành về động cơ hộp số cho quý anh chị trong vòng 1 năm. Đó. Thì quý anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này hãy nhanh tay gọi điện thoại ngay cho em Trường, số điện thoại 0926 74 33 33 để em có thể tư vấn, hỗ trợ và đặc biệt là chốt với chị một mức giá yêu thương hơn nữa. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là 545 triệu đồng có thương lượng cho quý anh chị nhé. Và cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.